Khi ấy, cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn những gì gọi là pháp cực kỳ hy hữu của Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa mà thanh văn độc giác đều chẳng có. Phật dạy, này thiện hiện, hãy lắng nghe và suy nghĩ chín chắn. Ta sẽ vì các ông phân biệt giải nói pháp cực kỳ hy hữu của Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, an trụ dị thục, sanh bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, năm phép thần thông vi diệu, 37 thứ pháp phần bồ đề, pháp môn đà la ni, pháp môn tam ma địa, bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, bốn sự hiểu biết thông suốt, tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ, không vô tướng vô nguyện tam ma địa, vân vân, vô lượng công đức đến 10 phương thế giới, nếu các hữu tình đáng dùng bố thí mà đem lại lợi ích thì dùng bố thí để đem lại lợi ích cho họ, đáng dùng tịnh giới đem lại lợi ích thì dùng tịnh giới mà đem lại lợi ích cho họ, đáng dùng an nhẫn đem lại lợi ích thì dùng an nhẫn mà đem lại lợi ích cho họ, đáng dùng tinh tấn đem lại lợi ích thì dùng tinh tấn mà đem lại lợi ích cho họ, đáng dùng tịnh lự đem lại lợi ích thì dùng tịnh lự mà đem lại lợi ích cho họ, đáng dùng bát nhã đem lại lợi ích thì dùng bát nhã mà đem lại lợi ích cho họ, đáng dùng sơ thiền đem lại lợi ích thì dùng sơ thiền mà đem lại lợi ích cho họ, đáng dùng đệ nhị, đệ tam, đệ tứ thiền đem lại lợi ích thì dùng đệ nhị, đệ tam, đệ tứ thiền mà đem lại lợi ích cho họ, đáng dùng định không vô biên xứ đem lại lợi ích thì dùng định không vô biên xứ mà đem lại lợi ích cho họ, đáng dùng định thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ đem lại lợi ích thì dùng định thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ mà đem lại lợi ích cho họ, đáng dùng từ vô lượng đem lại lợi ích thì dùng từ vô lượng mà đem lại lợi ích cho họ, đáng dùng bi hỷ xả vô lượng đem lại lợi ích thì dùng bi hỷ xả vô lượng mà đem lại lợi ích cho họ, đáng dùng bốn niệm trụ đem lại lợi ích thì dùng bốn niệm trụ mà đem lại lợi ích cho họ, đáng dùng bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo đem lại lợi ích thì dùng bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo mà đem lại lợi ích cho họ, đáng dùng không tam ma địa đem lại lợi ích thì dùng không tam ma địa mà đem lại lợi ích cho họ, đáng dùng tam ma địa vô tướng vô nguyện đem lại lợi ích thì dùng tam ma địa vô tướng vô nguyện mà đem lại lợi ích cho họ, đáng dùng các thiện pháp khác đem lại lợi ích thì dùng các thiện pháp khác mà đem lại lợi ích cho họ. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, an trụ dị thục, sanh bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, năm phép thần thông vi diệu, 37 pháp phần bồ đề, pháp môn đà la ni, pháp môn tam ma địa, bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, bốn sự hiểu biết thông suốt, tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ, tam ma địa không vô tướng vô nguyện, vân vân, vô lượng công đức dùng bố thí, vân vân, đem lại lợi ích cho hữu tình. Phật dạy, này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, cho các hữu tình những vật cần dùng, cần ăn cho ăn, cần uống cho uống, cần y phục cho y phục, cần xe cho xe, cần hương hoa cho hương hoa, cần chàng phan bảo cái cho chàng phan bảo cái, cần đồ nằm cho đồ nằm, cần đồ trang sức như anh lạc, vân vân, cho các đồ trang sức như anh lạc, vân vân, cần nhà cửa cho nhà cửa, cần đèn đuốc cho đèn đuốc, cần kỹ nhạc cho kỹ nhạc, cần thuốc thang cho thuốc thang, tùy theo các loại vật dụng nhu cầu đều cho hết không để thiếu, như dâng đồ cúng dường cho Như Lai ứng chánh đẳng giác, dâng cho các độc giác cũng như thế, như dâng đồ cúng dường cho các độc giác, dâng cho A La Hán cũng như thế, như dâng đồ cúng dường cho A La Hán, dâng cho các bất hoàn cũng như thế, như dâng đồ cúng dường cho bất hoàn, dâng cho Nhất Lai cũng như thế, như dâng đồ cúng dường cho Nhất Lai, dâng cho các dự lưu cũng như thế, như dâng đồ cúng dường cho dự lưu, dâng cho các chánh trí chánh hành cũng như thế, như dâng đồ cúng dường cho chánh trí chánh hành, dâng cho người trì giới cũng như thế, như dâng đồ cúng dường cho người trì giới, cho người phạm giới cũng như thế,
như cho đồ cần dùng cho người phạm giới, cho các ngoại đạo cũng như thế, như cho đồ cần dùng cho ngoại đạo, cho các hạng người khác cũng như vậy, như cho đồ cần dùng cho loài người, cho các loài phi nhân cũng như vậy, như cho đồ cần dùng cho loài phi nhân, cho các bàng sanh cũng như thế. Đối với các hữu tình, tâm Bồ Tát bình đẳng không có tưởng sai biệt mà hành bố thí, trên từ chư Phật, dưới đến bàng sanh, bình đẳng, không có sự phân biệt. Vì sao? Vì các đại Bồ Tát liễu đạt tự tướng của các pháp và hữu tình đều rỗng không, hoàn toàn không sai biệt, nên không có tưởng khác, không có sự phân biệt mà hành bố thí. Đại Bồ Tát ấy do không có tưởng khác, không có sự phân biệt mà hành bố thí, nên sẽ đắc quả vô dị, vô phân biệt, nghĩa là viên mãn được trí nhất thiết tướng và vô lượng công đức khác của chư Phật. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát thấy người đi xin mà nghĩ thế này, nếu là Như Lai ứng chánh đẳng giác là ruộng phước, thì ta nên cung kính cúng dường, nếu là bàng sanh chẳng phải ruộng phước thì chẳng nên cho các vật dụng cần dùng. Nếu Đại Bồ Tát ấy khởi tâm như thế thì chẳng phải là Pháp Bồ Tát. Vì sao? Này thiện hiện, vì các Đại Bồ Tát phát tâm Bồ Đề, cầu đạt quả vị giác ngộ cao tột, cần phải tịnh tâm mình thì ruộng phước mới tịnh. Thấy người đi xin, chẳng nên nghĩ rằng hữu tình như thế ta nên bố thí, làm việc lợi ích cho họ, còn hữu tình như thế ta chẳng nên bố thí, chẳng làm lợi ích trái với tâm Bồ Đề đã phát khi xưa. Đó là các Bồ Tát phát tâm Bồ Đề, ta vì hữu tình sẽ làm nơi nương tựa cậy nhờ, bến bờ, nhà cửa, cứu hộ. Thế các người đi xin thì nên nghĩ, nay hữu tình này bần cùng cô độc, ta sẽ dùng bố thí đem lại lợi ích cho họ. Họ do nhân duyên này cũng có thể chuyển hóa, ít muốn ưa đủ, lìa giết sanh mạng, lìa không cho mà lấy, lìa dục tà hạnh, lìa nói hư dối, lìa nói ly gián, lìa nói thô ác, lìa nói hỗn tạp, cũng lìa tham dục sân nhuế tà kiến. Do nhân duyên này sanh vào dòng dõi lớn Sát Đế Lợi, hoặc dòng dõi lớn Bà La Môn, hoặc dòng dõi lớn Trường Già, hoặc dòng dõi lớn Cư Sĩ, hoặc sanh vào một chốn phú quý nào đó, đầy đủ của báu, tu các thiện nghiệp, hoặc do nhân duyên lợi ích của sự bố thí mà dần dần nương vào ba thừa mà được độ thoát, nghĩa là khiến hướng nhập ba cảnh giới vô dư y niết bàn của thanh văn, độc giác và vô thượng thừa. Lại nữa thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát có oán địch khác, hoặc các hữu tình đi đến chỗ vị ấy làm tổn hại, hoặc vì thiếu thốn mà có sự cầu xin, Đại Bồ Tát ấy chẳng bao giờ phát khởi tâm phân biệt sai khác, là kẻ này nên cho, kẻ kia không nên cho, chỉ thường phát khởi tâm bình đẳng, tùy theo sự cầu xin đều cho hết. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát ấy vì làm lợi ích cho khắp các hữu tình, cầu đạt quả vị giác ngộ cao tột. Còn nếu phát khởi tâm phân biệt sai khác, là kẻ này nên cho, kẻ kia chẳng nên cho, thì bị Như Lai ứng chánh đẳng giác và chư Bồ Tát, độc giác, thanh văn, trời người, A Tố Lạc, vân vân trong thế gian cùng chê trách. Ai cần ông phát tâm Bồ Đề, thệ nguyện lợi lạc khắp các loài hữu tình, người không nương tựa làm nơi nương tựa, người không ai cứu hộ làm người cứu hộ, người không nhà cửa làm chỗ nhà cửa, người không chỗ dừng chân làm chỗ dừng chân, nhưng nay lại chọn lựa có cho không cho. Lại nữa thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, có người và chẳng phải người đi đến chỗ vị ấy cầu xin các bộ phận cơ thể như tay chân nóng đốt, thì Đại Bồ Tát ấy chẳng khởi hai tâm là cho hoặc không cho, mà chỉ nghĩ thế này, tùy theo sự cầu xin sẽ cho họ. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát ấy thường nghĩ thế này, ta vì lợi lạc các hữu tình mà thọ thân này, các hữu tình đến xin nhất định sẽ cho, chẳng nên không cho, cho nên thấy người cầu xin liền khởi tâm thế này. Nay thân này của ta vốn là vì họ mà thọ sanh, họ không đến lấy còn phải tự đưa đi, huống là họ đến cầu xin mà không cho. Nghĩ như thế rồi vui mừng nhảy nhót, tự cắt từng phần mà trao cho họ, lại tự mừng là nay đạt được lợi ích lớn. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa nên học như thế. Lại nữa thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát thấy có người cầu xin liền nghĩ thế này, nay trong sự việc này ai cho ai nhận, cho vật gì, do đâu mà cho, vì cái gì mà cho, tại sao mà cho, tự tánh của các pháp đều chẳng thể nắm bắt được.
Vì sao? Vì các pháp như thế đều rốt ráo không, chẳng phải trong pháp không có cho có lấy. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nên học các pháp đều không như thế, nghĩa là hoặc do nội không nên không, hoặc do ngoại không nên không, hoặc do nội ngoại không nên không, hoặc do không không nên không, hoặc do đại không nên không, hoặc do thắng nghĩa không nên không, hoặc do hữu vi không nên không, hoặc do vô vi không nên không, hoặc do rốt ráo không nên không, hoặc do vô tế không nên không, hoặc do tán không nên không, hoặc do biến dị không nên không, hoặc do bản tánh không nên không, hoặc do tự tướng không nên không, hoặc do cộng tướng không nên không, hoặc do nhất thiết pháp không nên không, hoặc do bất khả đắc không nên không, hoặc do vô tánh không nên không, hoặc do tự tánh không nên không, hoặc do vô tánh tự tánh không nên không. Đại Bồ Tát ấy an trụ trong không này mà hành bố thí, luôn không gián đoạn viên mãn bố thí ba la mật đa. Do bố thí ba la mật đa được viên mãn, nên khi bị người cắt xẻo vật trong ngoài, tâm vị ấy hoàn toàn không sân hận phân biệt, chỉ nghĩ thế này: hữu tình và pháp tất cả đều không, thì ai cắt xẻo ta, ai bị cắt xẻo, ai lại quán không? Lại nữa, thiện hiện, ta dùng Phật nhãn quán khắp vô lượng hằng hà xa thế giới trong mười phương, thấy các đại Bồ Tát vì muốn lợi lạc các loài hữu tình nên nguyện nhập vào đại địa ngục. Vào rồi phát khởi ba cách chỉ dẫn. Ba cách đó là gì? Một là dùng thần biến để chỉ dẫn, hai là dùng ký thuyết để chỉ dẫn, ba là dùng răn dạy để chỉ dẫn. Đại Bồ Tát ấy dùng thần biến để chỉ dẫn, diệt trừ các loại khổ cụ như địa ngục, nước sôi, lửa, dao, vân vân. Dùng ký thuyết để chỉ dẫn, ghi nhớ tâm niệm của hữu tình, để vì họ nói pháp. Dùng răn dạy để chỉ dẫn đối với họ, phát khởi đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Vì họ nói pháp, khiến các loài hữu tình ở địa ngục ấy, ở chỗ Bồ Tát, sanh lòng tin thanh tịnh.